cái mà. Em bắt bỏ vô lên mạng hết. Lên mạng hả? Thấy sao chị cũng thấy chị rồi. Dạ, thầy về bển chồng anh nó làm. Chồng anh nó làm xong nó để lên mạng. Đồ cháy máy cháy mạng luôn. Cháy xe tao lắm cho. Mẹ quá chứ trời liệm em biết không sao chị trẻ. Tao phải nói liền rồi, chỗ này đang công độn trẻ lạc luôn. Tiếng mình dịch thêm mà nói. Con này là quay cái gì nào Nhưng Nhưng vừa. Cái gì nó Nhưng làm vừa hả? Ba ngoại. Ông ngoại có ba ngoại cho nào tao vừa đẹp sợ. Vậy nó nói sao Việt Nam mày nào vừa để ngay cho nó nạo kỳ vậy. Chứ hả? Quay nãy giờ cũng có 2 phút rồi. Tiệm Việt Nam nó bán nó có hai. Dạ. Dạ. Gói mà lá chuối. Cho em con thử thân coi được rồi. Nhậu cái nào. Rồi nữa rồi cái ra đây cái nó tự nó ngon quá tao uống rồi thật thật. Em nếm thử bột của em. Dạ. Rất mặn nghe mùi. Nó sẽ giùm em 2 phần. Ôi để em chọc cái nó vui đâu. Đây nè chị. Nếm thử. Nó mặn đó. Nó mình sửa nó đâu đem sửa chính tao chứ nào mày mới tai nạn xuống lại lấy đâu cái cục thuốc thang ra cái lỗ đầu á. Anh bà bán số hả? Tao nãy giờ không đưa anh ngồi trong ngóc anh biết làm gì. Em không biết xài mua cho nó đâu mà xài. Trời. Chịu. Để cắt không hết nhà.
Cây dứa chứ phải cây dứa đâu. Hồi tối chị Hai coi Đài Vĩnh Long 1 có díu thịt thịt thú rừng, thịt rừng không? Thịt rừng nó không phải là thịt rừng. Mà lấy thịt heo mà thứ heo ế. Cái đầu nó tẩm quá chắc vô, y như thịt bò luôn, y như thịt rừng luôn. Nó bán lại cho mấy khách nhà hàng. Mà đó bác ăn với người ngộ độc á. Cái đầu cái người ta đi kiểm dịch lại á, mới biết phạt ông nó mười mấy triệu. Dưa heo mà. Dạ. Nó tẩm quá chắc á, nó bỏ vô cái là ha. Thịt nó đen thui mà nó tái xanh luôn chị Hai. Mà nó tẩm vô một cái là nó đỏ ao y thịt bò luôn. Thịt heo á, heo ế á. Gần mấy ngày luôn á bán nó bằng thịt. Thịt ế. Cậu làm gì hai lớp của tôi lớp. Ồ hôm thấy làm thấy ghê thiệt. Nó làm thịt nai rồi thịt tên gì đà điểu gì á, nhìn thấy ớt cái năm tám cái năm tám bởi vì các cái tiệm mà bán thuốc rừng nó thịt ngon không có đâu ba thích đấy. Còn mà cá tây vàng đó chuẩn bị nó cái dùng nó không có Vĩnh Long hơn đâu đó, nó nuôi rồi mà hết dùng nó không ai dám ăn, tự nuôi còn không dám ăn nghĩ sao nó trước khi thu hoạch tháng cái nó dớp lên vậy, nó để nó pha nó ngâm nước màu vô cho cá vàng, vàng. Cá vàng rồi ba rồi bạc hai con nhậu có về bún nhậu nữa đó. Học có bị đòn không mà về nhăn quá à, học có bị khô đắng không nữa nữa kìa. Trời ơi hôm mùa rưỡi không có mấy ba bốn. Nói nhìn giờ cá trê mà nói cá trê vàng không phải vàng đâu. Nó pha quá chắc không luôn á. Bởi giờ mình ăn đồ nó thì thiệt chứ toàn là ba đồ độc. Đầu có chứ giờ sao móc. Nó ra thiếu rồi ông ơi. Ông ơi ông ngồi kìa. Ông ơi, ông vậy ơi, hả? Ông đâu? Không có nè đâu. Đó đó hả? Nhìn tưởng nó mày tinh để cho anh nắm màu nhỏ. Em mua thuốc chỗ của em. Dạ. Bữa đó mình tinh không đây. Mua gà gà lấy viên con sủi gà pha uống cho hết cái đầu liền. Mua thuốc cho đầu hả? Kêu lấy viên con sủi nữa. Sao mũi? Sao mũi à? Vậy chứ sủi. Vậy được chứ nó đậm hơn. Ho nhiều. Nó tên là ho ho nàng. Ho rác, ho rác. Nha, ho rác.
Vậy là có đạm hay không? Bao thai.
không? Hả? Bữa nay nó chậu hết chắc nghệ nại bao nhiêu được rồi. Ngoại lấy mà. Không ăn biết biết mừng nó lao ra. Ủa đâu vậy? Thank you.